Phía Đàm Vĩnh Hưng nói về thông tin yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 43 tỷ. Về thông tin yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 43 tỷ đồng, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho hay, nguyên tắc của bên tôi trong vụ việc này là im lặng làm việc với cơ quan pháp luật. Mới đây, kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tổn thất tinh thần của các bị hại đối với cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại vật chất số tiền 43 tỷ đồng. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm. Thời gian qua, vụ ồn ào giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng luôn trở thành tâm điểm chú ý. Khi chúng tôi liên hệ, phía Đàm Vĩnh Hưng cho biết nam ca sĩ không chia sẻ thêm về thông tin này vì đó là khâu hợp tác để làm việc với cơ quan chức năng. Kết quả sẽ có khi vụ án này đưa ra xét xử. Bây giờ chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng nên chúng tôi không nói được. Nguyên tắc của bên tôi trong vụ việc này là im lặng làm việc với cơ quan pháp luật, người đại diện của giọng ca xin lỗi tình yêu phản hồi. Theo thông tin, ngoài ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm bồi thường 30,4 tỷ đồng tiền tổn thất về vật chất, 14,9 tỷ đồng tiền tổn thất về tinh thần do các phát ngôn xúc phạm vợ chồng nữ ca sĩ. Khi chúng tôi liên hệ, đại diện pháp lý của ca sĩ Thủy Tiên cho biết sẽ thông tin về vụ việc sau.